Quý vị các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp thực hiện. Chuyên mục kỳ này sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Bắt đối tượng vận chuyển trái phép hơn 4 kg ma túy. Tăng cường phòng chống buôn lậu mùa nước nổi. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm biên giới. Trước hết xin mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi phần tin. Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Tân Hồng, Công an tỉnh Đồng Tháp và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vinh Bà bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Trước đó, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại mốc 2321 thì phát hiện bắt giữ đối tượng La Văn Điều, sinh năm 1996, trú tại ấp Vinh Bà, xã Tân Hữu Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, đang vận chuyển một bịch ni lông màu đen, bên trong chứa 4,2 kg ma túy. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai được một người tên Hào thuê vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia về Việt Nam với tiền công là 8 triệu đồng. Khi đối tượng Điều vừa vượt biên để đem bịch ma túy về Việt Nam thì bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng Tháp có đường biên giới dài hơn 50 km với các tuyến đường, sông ngòi, kênh rạch và các cánh đồng dọc vành đai biên giới. Mùa nước nổi tràn đồng là điều kiện thuận lợi để các đối tượng buôn lậu tăng cường hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép. Trước tình hình này, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp các lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp để kịp thời ứng phó. Khu vực do đồn biên phòng Cầu Muốn quản lý tiếp tục là điểm nóng buôn lậu trong mùa nước nổi. Số vụ, số lượng hàng hóa buôn lậu tăng hơn 40% so với mùa khô. 9 tháng năm 2024, đồn biên phòng Cầu Muốn bắt giữ được 45 vụ buôn lậu, thu giữ hơn 18.000 gói thuốc lá các loại, 4.000 kg đường cát và một số loại phương tiện. Thời điểm này, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực cửa khẩu, đường mòn lối mở, tổ chức mật phục trên các cánh đồng ngập nước, khép chặt vành đai biên giới. Đồng thời, các chiến sĩ tăng cường lực lượng, phương tiện, nắm bắt tình hình ngoại, nội biên có liên quan tới các đối tượng ma túy, buôn lậu và các đường dây tổ chức đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, Ban Chỉ huy đồn đã tập trung lãnh đạo duy trì hoạt động các tổ tự quản đường biên mốc quốc giới đạt chất lượng, hoạt động hiệu quả, nhất là trong công tác quan sát địa bàn và tuyên truyền vận động người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn lậu trái phép. Toàn tỉnh Đồng Tháp 9 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì phát hiện, phối hợp bắt giữ, xử lý 77 vụ trên 189 đối tượng. Trong đó có 7 vụ vận chuyển ma túy, 44 vụ buôn lậu thuốc lá, 2 vụ mua bán, tàn trữ, sử dụng vũ khí và vật liệu nổ trái phép và một số loại tội phạm hàng hóa khác. Trong 4 ngày, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10, tại trường bắn Chi Lăng, An Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho cán bộ chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc. Tham gia kiểm tra đợt này có 371 đồng chí với nội dung kiểm tra là khẩu đội cối 60, thực hiện bài bắn số 1, bắn có chuẩn bị, tiêu diệt mục tiêu 300m và bắn súng tiểu liên AK bài 2, bắn mục tiêu ẩn hiện, vận động ban ngày có mang mặt nạ phòng hóa. Qua kiểm tra, 100% cán bộ chiến sĩ đều nắm vững lý thuyết, thuần thục các yếu lĩnh động tác, thao tác đúng kỹ thuật, vận dụng tốt các tư thế vận động trên chiến trường, khẩn trương, chính xác, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị. Đợt kiểm tra bắn đạn thật nhằm đánh giá kết quả huấn luyện của cán bộ chiến sĩ, qua đó nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhất là trình độ kỹ chiến thuật, thao tác sử dụng súng, hiệp đồng chiến đấu thắng lợi, tiêu diệt mục tiêu. Ngày 19 tháng 9, đồn biên phòng Bình Thạnh tổ chức tổng kết xây dựng đơn vị điểm về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2024. Đại tá Nguyễn Thanh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp dự và chỉ đạo hội nghị. Trong năm qua, các ủy, chỉ huy đơn vị đồn biên phòng Bình Thạnh đã chỉ đạo các bộ phận trực thuộc thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các văn bản của cấp trên cho đơn vị điểm về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Theo yêu cầu phải thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, sát với đặc điểm tình hình của đơn vị, chấp hành kỷ luật 100% cán bộ chiến sĩ. Qua đó, nhận thức của cán bộ chiến sĩ về nhiệm vụ có chuyển biến rõ nét, cơ bản thực hiện tốt các chế độ công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo cương vị chức trách. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, ghi nhận đánh giá cao những kết quả của đơn vị đã đạt được,
cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các ủy, chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, quản lý, chỉ đạo với giáo dục thuyết phục, xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong toàn đơn vị. Thưa quý vị và các đồng chí, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp còn quan tâm thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội trên khu vực biên giới. Năm 2024 này, hưởng ứng cuộc vận động thực hiện chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2024-2029 và định hướng đến năm 2030, Bộ đội Biên phòng đã tích cực triển khai quán triệt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung thực hiện, góp phần tạo nơi ở ổn định cho cư dân biên giới. Mặc dù thời gian qua, người dân biên giới được quan tâm hỗ trợ nhiều chương trình an sinh xã hội cho hộ dân khó khăn, nhưng cũng còn không ít hộ gặp phải khó khăn về nhà ở. Chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn 8 xã biên giới là một chương trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động và ký kết thực hiện vào tháng 8 năm 2024. Qua đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực phối hợp cùng địa phương của 8 xã biên giới sớm triển khai nhiều giải pháp và bắt tay thực hiện. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thấy đây là một cái chương trình phải nói là mang cái ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nó tạo điều kiện, tạo động lực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là có cái điều kiện đó là an cư lạc nghiệp để ổn định cái cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội phòng tỉnh cũng rất là vinh dự và trách nhiệm khi là được đồng hành cùng với thực hiện chương trình và được đóng góp những cái ngày công, những công sức lao động, thì tôi cũng đề nghị là cấp ủy chỉ huy các cái đồn biên phòng phải là làm tốt cái công tác quán triệt và động viên tinh thần cho cán bộ chiến sĩ đơn vị mình phát huy cái tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ phối hợp thực hiện chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn 8 xã biên giới đến tháng 9 năm 2025 với tổng số 128 căn nhà. Mỗi căn sẽ hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng xây cất. Nguồn vốn được huy động từ các nguồn lực xã hội của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị địa phương và cộng đồng doanh nghiệp chung tay hỗ trợ. Ngoài ra, các đồn biên phòng đều thành lập được đội hỗ trợ xóa nhà tạm, mỗi đội từ 8 đến 10 thành viên là các lực lượng cán bộ chiến sĩ các đồn cùng lực lượng tình nguyện địa phương hỗ trợ công tác vận động xét đối tượng và giúp ngày công xây cất của chương trình này. Tập thể của đảng ủy, ban chỉ huy đồn cũng tập trung đội ngũ cán bộ để quán triệt trong quá trình tham gia giúp dân thực hiện một cách là nó có hiệu quả, chất lượng và đảm bảo cái an toàn tuyệt đối trong quá trình tham gia thực hiện cái nhiệm vụ. Khi được triển khai tổ chức thực hiện thì cán bộ chiến sĩ rất là đồng lòng để tham gia hỗ trợ giúp dân trong cái thực hiện cái chương trình xóa nhà tạm. Nhận thức rõ đây là phong trào có ý nghĩa, góp phần giúp đỡ bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới, mặc dù mưa gió cũng không ngại khó khăn, cố gắng giúp đỡ bà con nhân dân để sớm hoàn thành căn nhà. Đây là căn nhà của gia đình bà Võ Thị Cột ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự, được tiến hành khởi công ngay sau khi chương trình xóa nhà tạm được triển khai thực hiện. Gia đình bà là một trong các hộ thuộc diện khó khăn về nhà ở, già yếu, không khả năng cất mới hoặc sửa chữa, trong khi nhà đã bị hư hỏng nặng. Được đồn biên phòng cùng địa phương xét hỗ trợ là niềm vui rất lớn với gia đình. Cũng như là vui lắm, nhà trước giờ dở ra là không dám dở luôn. Nó sụp cây, nó trên nóc là mấy cháu nó mằn không được luôn. Giờ cấp tỉnh ha, giờ cả ủy ban của địa phương mình cho được cái số vốn mà hỗ trợ là được cái nhà gì quá mừng rồi. Với hai vợ chồng già quá bệnh hoạn không mằn gì được ra tiền. Dạ, cảm ơn cấp tỉnh và cấp xã. Cảm ơn anh em biên phòng đi tới đi lui mà thấy cái nhà tôi gì là giúp như vậy, tôi rất là cảm ơn anh em. Qua cái chương trình là xóa nhà tạm này thì hỗ trợ cho địa phương là 6 căn. Thì hiện nay thì địa phương thì cũng đã vận động mạnh thường quân, kể cả là sự quan tâm của lãnh đạo của thành phố. Đó, thì đầu năm 2014
xã đã tổ chức triển khai thực hiện, người dân ở xã biên giới gặp nhiều khó khăn về nhà ở để giúp người dân để an cư lạc nghiệp, qua đó cũng giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới, góp phần ổn định cuộc sống để tạo điều kiện cho người dân vươn lên. Thứ hai nữa thì hiện tại giờ thì địa phương là xã đã được tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để qua cái chương trình này cũng góp phần đóng góp cho địa phương là ổn định về nơi ở của người dân, xóa ba cái nhà tạm cũng như là xóa đi những cái hộ nghèo mà có nhà ở cứng quá để ổn định cuộc sống. Với sự quyết tâm và ý thức trách nhiệm của bộ đội biên phòng tham gia chương trình xóa nhà tạm biên giới mang ý nghĩa rất lớn, góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2024-2029 và định hướng đến năm 2030. Đồng thời qua các hoạt động này, bộ đội biên phòng càng bồi đắp thêm tình quân dân, cùng gắn bó đoàn kết giữ gìn bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.